thôi chứ không mang lên đây. Thứ nhất là nước dừa. Dạ, em cũng biết vì sao nữa mà người ta rất kỳ mang nước dừa lên xe ở Thái Lan này, mặc dù nơi này có rất là nhiều dừa luôn. Mới ngon gia đình ạ, à, uống lạnh mới ngon. Dạ, rồi xin mời mình mở ra đi, mở ra đi gia đình. À là, a fly à. Ồ, hồi nãy mình xuống xe đó mở cửa có con rùa, chút xíu nó mở cửa con rùa nó bay ra không sao. Nè, 1, 2, 3, yeah. Chúc mừng gia đình mình đến Thái Lan nha. À, vâng, mình ăn thử đi, nó không có hóa chất, cho nên mình vừa uống vào nó hơi chua. Nhưng mà đến cổ họng của mình nó sẽ ngọt thanh không ngọt rất. Nè, ấm chim nha gia đình nha. À, vui quá. À, nấu chim là nước mắm nha. Rồi gia đình mình muốn kêu là nước đá, nước lạnh thì mình kêu là nám bào. Nám bào là nước lạnh, chai nước suối đấy, nước nám bào. À, hoặc là mình muốn nước đá, nước đá thì mình gọi là gì? Nám khẹn. À, này đó. Rồi không có. À, rồi ví dụ mình muốn đi vệ sinh thì mình cũng là nước, mình đi vệ sinh mình nói là gì? Hón nám. Hón là phòng, và cái phòng mà có nước đi vệ sinh gọi là hón nám. À, kem nó ngay đây là dùng kem miễn phí, mình đã mua vé rồi, ăn kem được luôn nha, không có tốn tiền nha. Ok đó, Linh ice cream đầy đủ. À, là quá trời bác, mình lấy dĩa đây là dĩa. Ok, rửa tay, rửa tay chỗ nào, rửa tay đâu ta, rửa tay rồi nhớ. Bữa ăn buffet đầu tiên ở Pattaya đây. Còn đây ốc. Ừ, ô bên này là thịt, thịt không, bên này thịt, thịt, thịt. Là những người nghèo trên đất nước Thái, mình massage thì mình được khỏe nhưng mình cũng ủng hộ người ta luôn, đó là mình tiếp cho người ta với 100 bà thôi. Xong em nói nè gia đình ơi, khi người ta massage mình đau quá, người ta bấm huyệt mình massage đau quá mạnh quá, thì mình nói như thế nào để người ta massage nhẹ lại? À ha, người ta không biết tiếng Việt đó, mình phải nói như thế nào? Ví dụ người ta massage, người ta bấm huyệt mình đau quá, mình phải dùng nói cái chữ là bầu bầu là giống như có bầu đó gia đình, mình nói bầu đó, đứng nhiều nhiều đó, xíu nữa gần đến đại lộ với kênh trích mình sẽ thấy nhiều hơn, ở đây là lừa lừa chưa có nhiều. À, và những chàng trai đang đứng nữa nha, những cô gái, những chàng trai luôn đó, những cô gái đang đứng đó, nó đang ngồi đang đứng đó gia đình thấy không. Ờ, đấy là những cô gái được hoạt động công khai. Vâng, những cô gái được hoạt động công khai và đóng thuế cho hoàng gia gia đình nha. Dạ. Ở đây là rất là tự nhiên, không có gì mắc cỡ và cũng không có gì ngại nha gia đình nha. Nhu cầu của ai như thế nào thì người ta đến đây người ta sử dụng thôi. À, người ta không có ngại và không mắc cỡ gia đình nha. À, ở bên đây được gọi là một cái nghề chứ không có bị xua đuổi, không có bị cảnh sát bắt, không có bị trúng. Đó, đứng một giải luôn đó gia đình ơi. Rồi người ta lại người ta hỏi giá. Càng về khuya, càng gần sáng thì càng nhộn nhịp cái chợ này nha gia đình nha. Dạ, càng về khuya, càng gần sáng là càng ồn ào, càng nhộn nhịp. Bây giờ chỉ là mới thôi, bây giờ chỉ là mới vào thôi, cho nên là chưa có nhộn nhịp đâu. Từ cẩn thận con. Từ từ. Follow the guy. Follow the guy. Follow the guy. Follow the guy.
Mời ở chú quán ba, nhưng mà ngồi mời vậy đó là hấp dẫn, cái là lỡ mà được chụp một cái lôi kéo được rồi là lôi vô luôn. Dạ lôi vô luôn, cái bắt đầu là biểu diễn cái gì trước mặt mình là mình cũng phải trả tiền. Dạ rồi rót một ly bia, rót một ly rượu, mình tưởng là người ta mến khách đồ này nọ, nhưng mà người ta rót một ly rượu, ly bia xong á là mình cũng phải trả tiền. Dạ từ từ lát nữa là bao nhiêu tiền trong người á là được moi ra hết luôn. Dạ. Dạ, ở Thái Lan đang diễn ra một cái cuộc thi chạy marathon ấy cả nhà. Dạ, ở ngay tại Pattaya này. Bình thường ở Đà Nẵng hay là các thành phố lớn Đà Nẵng mình cũng hay diễn ra những cuộc thi chạy này để mà ủng hộ cho một quỹ nào đó, hoặc là để khuyến học, hoặc là rất nhiều những cái hoạt động. Dạ, là tối hôm qua tự nhiên mình đi cái vòng xoay này, cái mình thấy cảnh sát đứng rất là đông ấy cả nhà. Đó là người ta chuẩn bị cho cái lễ hội marathon này đây. Đó, quay trở về lại cái câu chuyện hồi nãy em đang kể cả nhà. Cái xong rồi ấy là ai đi về ấy, cái dặn rồi, chứ phải không dặn đâu. Có mà kêu ở đây á, là cái kiểu dịch vụ mà dịch vụ được mở cửa, được thoải mái, cho nên kiểu gì cũng sẽ tốn tiền hết các anh nha. Cho nên có đi chơi á, là phải để ý. Sáng nào em cũng bị la. Tại bị la đơn giản là vì bị mất tiền nên la không? Kiểu vậy đó. Đó, cho nên ấy là tối qua là em cứ phải đi kè kè, em đứng đằng sau em chặn lại, rồi kêu ai mà lọt vô quán bar cái là em phải lôi về, kiểu vậy đấy cả nhà. Nhưng mà hên quá, rất vui ấy, là đoàn của chúng ta ấy, là phụ nữ nhiều, không ạ, không có nhiều niềm đam mê, không có nhiều niềm đam mê với những cái quán bar, quán pub đồ này nọ. Dạ, nhưng mà các chị sẽ chắc chắn có cái niềm đam mê khác, nhất là khi mà về Bangkok, phải không ạ? Dạ, ở Pattaya này là niềm đam mê của các chị á, là đi tham quan, đi chụp hình đó, nhưng mà về Bangkok là các chị sẽ có niềm đam mê khác, đó là em lại phải dặn kiểu khác nữa chứ không thôi chết, phải không ạ? Dạ, mua quần áo đồ này nọ, khách sạn của mình ở Bangkok là ngay khu trung tâm luôn, bước chân qua trung tâm thương mại rồi gì đó nó rất là gần. Dạ, cho nên ấy kiểu gì sáng hôm sau chịu cũng bị la thêm tăng nữa, kiểu gì cũng có, phải không ạ? Dạ đó. Hồi sáng ấy có nhiều chị lăng tăng thắc mắc là ủa sao dép đoạn đường mà chạy từ đó về tới khách sạn ngủ trưa xong là không khỏi chơi luôn á, khỏi đi chơi nữa luôn, tại vì tắt đường rồi xa rồi kè rồi tùm lum hết trơn luôn. Dạ đó, cho nên đấy là mình nhìn thấy ở các nước công nghiệp, cho dù bây giờ mình đang ở Pattaya cũng là vùng lê của Thái Lan luôn ấy, thì người ta buổi sáng ấy là người ta cũng dậy cái xong rồi ấy, thời gian đâu mà ăn sáng được như mình đâu, chẳng phải mình ở trong khách sạn mình mới có đồ ăn sáng rồi đấy. Một khi mà dậy đi làm xong rồi đi vô những cái hệ thống mà minimart như 7-Eleven đó ấy, mình thấy ở trong đó người ta bán rất là nhiều đồ ăn mà trong ngày. Kiếm chốn nào bị yên và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn chơi, đôi mông áo xưa vô về đánh giấc chưa nghỉ ngơi.
con heo mây thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hứng hờ mùa hạ nước thước qua tầm tay. Đi vương mấy lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhau có câu chuyện nắng mưa trần gian. Ta dòng chơi theo lãng cuối trời, đến bọt đeo phù du kiếp người. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui. Và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy lắng sang tâm hồn cháy lên trong tim mỗi người, những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi, rồi hai đứa đi ra. Bắt từng ai đi nè, hả? Chết gì. Time, I don't know. It's the first time. You know, my turn. My turn. I'm sorry. Yeah. You don't know how to do it.
Đây sẽ lên là cái ô nước giờ này. Ra. Bao nhiêu này? Kiếp đứng cái dừa straight con. Đứng lại nè, trời ơi, dừa nó phải thẳng á. Đổ hết nửa trái dừa mắt của người ta rồi. Bữa đó bán nhiều ta. 60 bạc. Ngon không? Ngon không? Ngọt hả? Ngon hơn dừa ở hả? Ở Sài Gòn, ngon dừa ở Đà Nẵng. Ủa đường, đường 150. Hỏi là ba bạc. You know what? It's never too late to fly to places you dream of, to the ones you love. Are you ready? Fly the world with me. Let's go. We can do it one day. We can go to Tokyo. We can do in kimono. Try the yummy bento. Feel the sakura. Getting lost in Shinjuku. People keep asking, are you from Harajuku? Hey, I can really one day. I can go to Seoul. Alan, Alan. Ra, nó chưa áo. Anh gặp bà đi chứ. Thằng mẫu của bà rồi. Hả? Ok. Yay. Like it? Like I'm landing? You say that one wave that hit me? Yeah. No. Call your jet ski ride. It was chaotic. Have you seen us? Yeah, no? No, you'd be like, you'd be really concerned for us. Very. I fell off two times. Huh? I fell off two times. Really? Yeah. Have you? No. Have you ever fell off from a jet ski? No. Wow. You fell off? Yeah, I fell off. Really? Yeah. You fell off, Jackie? Yeah. How come? I turned too sharply. Get this. Like a tip. I wasn't holding down tight enough, so I fell off. No, you have to lose. Got it. We had it too. Yellow. But it's all good. We're alive. We've took swimming lessons. Hàng gì đây đây chúc you guys in earlier. Hy sinh ha vì ngày đó nắng hả? Nắng nghe ha. Ra ra quay mấy cái hình của con. À. Alan đâu? Lên rồi hả? Ok. Alan, xin lên. Ở đây nè. Thank you.
Gia là 6 giờ à, gia đình nhé. Vậy là mình ăn trong vòng nửa tiếng 7 giờ có show.
Rồi em mời. Xin chào con. Nhanh chưa?